Thưa quý vị và các bạn, đến nay các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong lúa xuân. Do thời điểm thu hoạch lúa vụ xuân năm nay muộn hơn so với thường kỳ hàng năm khoảng 10 đến 15 ngày, nên công tác chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ mùa cần khẩn trương, nhất là khâu làm đất và gieo mạ. Toàn tỉnh đã làm đất lần 1 từ trên 10.000 ha và gieo mạ từ 1.500 ha. Để chủ động đảm bảo hoàn thành sản xuất vụ mùa theo kế hoạch, các địa phương và bà con nông dân cần huy động tối đa các phương tiện để làm đất thật nhanh theo phương châm thu hoạch lúa đến đâu làm đất ngay đến đó, đẩy nhanh tiến độ gieo mạ theo lịch thời vụ đã chỉ đạo, khắc phục tình trạng gieo mạ muộn bằng cách mở rộng diện tích gieo mạ nền cứng hoặc thu hoạch một góc tuộng để gieo mạ dược, huy động tối đa mọi nguồn nhân lực, vật lực để gieo cấy thật nhanh và tập trung đảm bảo hoàn thành việc gieo cấy trước ngày 15 tháng 7 năm 2022.